Linh mục Aso sinh năm 1855 tại Macau. Tên thánh là Francisco Xavier. Lúc còn nhỏ, cha mẹ ông gửi ông cùng với người em cho nữ tu Benjamin ở Hồng Kông nuôi dưỡng. Đến khi 8 tuổi thì bà Benjamin đem ông sang Sài Gòn để lập dòng thánh Phaolô thành Jacques. Khi tới Sài Gòn, bà Benjamin cho ông về ở cùng linh mục Philip, cha sở họ Đạo Chợ Lớn. Ở đây, ông được học tiếng Triều Châu và tiếng Hạ. Năm Aso 13 tuổi, linh mục Philip gửi ông qua học tại Đại Chủng Viện Penang. Đến 19 tuổi, khi đã học xong các lớp nhỏ ở Penang, Aso được về học tại Chủng Viện Sài Gòn. Năm 1882, ông được giám mục Columbet phong chức linh mục. Vì bà Benjamin vốn rất yêu quý Aso và dạy công nuôi dưỡng ông, nên khi được thụ phong linh mục, ông đã chọn nguyện đường của dòng thánh Phaolô để cử hành thánh lễ mở tay. Ông được sai về làm phó sứ nhà thờ chính tòa Sài Gòn, đồng thời làm giáo sứ cho trường trung học La Santa Bec. Ông phục vụ tại khu vực Sài Gòn trong 16 năm. Năm 1898, giám mục De Pierre thấy giáo dân họ Đạo Thanh Nhân trong Chợ Lớn ngày càng giảm sút, chỉ còn khoảng chừng 40 người. Vì linh mục Aso là đồng hương của giám mục và cũng là người nói được các thứ tiếng của Hoa Kiều, nên đã sai ông về Thanh Nhân để chấn hương lại. Ban đầu, ông tạm trú tại họ Đạo Anh Nam Chợ Lớn để đi kiếm đất xây nhà thờ. Ông tìm thấy được một lô đất rộng hơn 3 mẫu tiền ngay trung tâm Chợ Lớn, vừa đủ để cất nhà thờ, trường học và nhà xứ, nhưng rất khó mua vì là đồng sở hữu của chính Hoa Kiều. Lô đất này xưa nguyên là nhà hội của người Hoa, dùng làm nơi nghỉ ngơi, giải trí và bàn tính công việc. Trải qua 20 năm bỏ quản, chủ đất kể về Trung Hoa, người biết tin tức muốn mua phải tìm sao ra đủ chính người chủ hay là con cháu thừa kế của họ. Cuối cùng, ông cũng mua được lô đất ấy. Mua đất xong xuôi, ông tiến hành xây một ngôi nhà tạm làm nhà thờ cho giáo dân người Hoa và nhà xứ, đồng thời sắp xếp công việc xây cất nhà thờ mới. Từ đây, giáo dân trong họ Đạo bắt đầu gọi ông là cha tạm. Ông tổ chức quyên góp rất nhiều người, giáo dân có, các nhà giàu có và thương gia người Hoa bình lương cũng có, đều sẵn lòng rộng tài giúp đỡ đóng góp. Bạn bè kiến trúc do thầy John Baptist Quỳnh Tịnh Hướng sau đó làm linh mục thiết kế. Khoảng 10 tháng sau, ngôi nhà thờ gần xong thì cha tam Aso lâm bệnh nặng, phải nằm bệnh viện 2 tháng. Ngày 10 tháng 2 năm 1902, nhà thờ được khánh thành. Nhiều linh mục Pháp, linh mục Việt, nhiều quan chức chính quyền, đông đảo giáo dân tham dự. Tuy bệnh đã khỏi, nhưng còn rất yếu nên cất xong nhà thờ, cha tam đã xin bề trên đi nghỉ ở Hồng Kông, Macau và đến đảo Thượng Xuyên viếng mộ thánh Francisco Xavier. Năm 1934, cha tam qua đời, được an táng ngay bên tường gần cửa ra vào nhà thờ.